Mình là Kira và đây là video tóm tắt 100 ngày sinh tồn siêu khó ở trong thế giới toàn là đá. Mình đã từng chơi rất nhiều những cái loại mốt siêu nghèo, nói chung là nghèo ối rồi ôi luôn. Ví dụ như One Block hay là sinh tồn trên sa mạc cùng thằng bạn thân. Và hôm nay mình sẽ chơi một cái mốt nó gọi là bố của nghèo luôn. Thông thường khởi đầu các bạn sẽ chặt cây ư? Quên đi, làm gì có cây mà chặt. Hay lấy những cái công trình để làm siêu trộm? Quên đi, công trình đâu ra để mà trộm. Ở cái mod pack này mình sẽ sinh ra trong một thế giới toàn đá là đá. Nói chung là ối rồi ôi luôn. Và mình đã sinh tồn trong thế giới này như thế nào các bạn xem video sẽ biết. Nếu các bạn thích video đừng quên bấm nút like và bấm nút đăng ký để ủng hộ mình. Và bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Chứ còn tôi không vui vẻ đấy, sinh tồn trong cái mod này mệt mà mía sao còn bị chôn nữa trời ơi. Như mình đã nói thì ở ngày đầu tiên mình được sinh ra trong một thế giới bốn bề toàn đá là đá không. Mình được nó tặng cho một cây đuốc. Nhiều quá trời nhiều. Và ngoài ra thì được thêm một quyển sách nhiệm vụ nữa. Hoàn thành một nhiệm vụ là mình sẽ được một cái dương bí ẩn nào đấy. Hoang mang một hồi lâu thì mình quyết định lấy tay đập đá luôn. Ui da, mình cứ tưởng mình sẽ chết vì đau tay cơ nhưng mà không. Đá bung bét ra luôn các bạn. Nó rớt ra bốn cục đá nhỏ nhỏ thì mình ghép lại thì được một cục đá quậy. May quá. Người ta bảo là bần cùng sinh đạo tặc nhưng mình cảm giác nghèo khó sinh ra siêu nhân các bạn. Từ người thường mình biến thành siêu nhân mình đấm đá luôn rồi. Ui, sợ chưa? Tiện thể thì mình đấm luôn ra một cái cổng nhìn nó đẹp đẹp một chút và mình nhận được cái nhiệm vụ đầu tiên và được một cái dương. Nhiệm vụ tiếp theo mình nhìn thấy đó chính là chế tạo ra một bàn chế tạo bằng đá. Thì mình ghép lại bốn cục đá quậy và bốn cục đá quậy sẽ làm được một cái bàn chế tạo đá. Nhưng nhiệm vụ tiếp theo thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Ban đầu là đặt bàn chế tạo ra là một cái que đá, sau đó mình làm được một cái búa đá là đã lại thêm một nhiệm vụ tiếp theo. Mình cầm cái búa này mình đập những cục đá thì sẽ rớt ra những cục đá quậy. Sau đấy mình cầm cục đá quậy mình đặt ra mình đập tiếp sẽ rớt ra những cục sỏi, xong lại đặt sỏi ra đập tiếp thì mới rơi ra những cục đất. Ôi rồi ôi, kiếm được mấy cục đất này mà cuộc đời trông sang trăng mới luôn á trời. Chế tạo thêm được một cái móc làm từ đá quậy, xong đấy mình đặt đất ra đập những cục đất này thì sẽ lượm được những cái mầm cây, và những cái mầm cây này nó sẽ giúp mình có được những cục gỗ đầu tiên cho cái map này. Nhưng mà số lượng mầm cây này quá ít đi cho nên mình phải đào thêm rất nhiều đá, xong đấy đập thành sỏi, xong đập tiếp sỏi để ra đất, xong lại dùng cái móc để mà đập đất để mà ra mầm cây. Trời ơi, lấy được cái cục gỗ thì người yêu cũ lấy chồng luôn rồi, tốn thời gian quá trời tốn. Mà chưa dừng lại ở đấy, cái công đoạn mà khiến cái cây lớn lên làm mình cười quá trời cười. Chúng ta phải đặt một cái mầm cây lên một cục đất, xong đấy chúng ta nhún. Mình cũng không biết giải thích cái này là hóa học hay là vật lý đó. Mình nghĩ là khi mà chúng ta nhún này nó sẽ tạo ra ma sát sinh ra nhiệt, và nhiệt độ đủ ấm thì cái cây này sẽ lớn lên. Hoặc cũng có thể là trong cái lúc cái thằng này nó nhún thì nó đã thải ra bao nhiêu loại chất thải vào trong cái cây này rồi mà nó lớn lên ấy. Ui. Nhưng mà theo cách đấy thì nó hơi bốc mùi quá, cho nên là các bạn cứ hiểu theo cách đầu tiên đi. Và nói chung thì mình cũng có công cụ đá đầu tiên, đó chính là chiếc rìu đá, xong lại nhún để mà chặt cây tiếp. Nhưng mà có vẻ như là cái cách thứ hai nó sẽ hợp lý hơn ấy, tại vì lần đầu tiên mình nhún phát nó lớn luôn. Còn lần tiếp theo thì mình nhún mãi kiểu dặn mãi không ra cái gì hay sao ấy, cho nên là nó mãi nó mới lớn. Ây da, cái mốt chết tiệt này bốc mùi quá nha. Lần này thì mình không chặt gỗ nữa, nhưng mà mình quyết định đập những cái lá cây để rớt ra một vài con sâu. Xong thì mình lại trồng thêm một cây mới, xong nhét con sâu vô những cái kẽ lá để nó ăn hết cái lá này đi. Thì qua một thời gian khá là dài thì những cái lá này sẽ bị chết đi và chuyển thành màu trắng. Ở mà công nhận là lâu vết thì mình thả hai con mà nó cũng chậm lắm các bạn. Và sau một thời gian dài thì nguyên cái cây đã chuyển thành màu trắng. Mình bắt đầu đập những cái lá cây này thì mình sẽ lượm được rất nhiều những cái sợi chỉ. Nhưng mà tạm thời bỏ qua đã, mình làm thêm một cái kệ bằng gỗ. Xong đấy thì làm thêm giường để mà cất bớt đồ chứ hiện tại đồ mình hơi bùng nhùng một tí. Xong thì mình làm thêm một cái cúp đá để mà đào thử xem cái tốc độ của cúp đá và cái bồ đá kia nó có nhanh hơn bao nhiêu không. Nhưng mình cảm giác nó cũng vậy à, cũng đào ra những cục đá quậy. Xong thì phải dùng búa để mà đập những cục đá quậy này để mà rút ra sỏi. Tiếp theo thì mình về nhà làm thêm một cái thùng chứa bằng gỗ nữa và lại hoàn thành được thêm một cái nhiệm vụ nữa. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ thì mình nhập một cái dương như thế này mở ra sẽ có đồ ngẫu nhiên, và mình đã hoàn thành được khá nhiều nhiệm vụ cho nên mình mở hết ra luôn. Và toàn những cái thứ tào lao tào lơ mà chán thì mà nói luôn á. Hoặc cũng có thể là nó xịn nhưng mà mình không biết dùng chẳng hạn. Nó cho mình một vài cái quặng nhưng mà chế tạo được vài thứ mà mình chưa cần dùng đến, hoặc cũng có thể là không cần dùng đến luôn á, chả biết để làm gì luôn. Cái thứ ngon nhất đó chính là một cái khiên kim cương mình lộn được, nhưng mà hiện tại cũng chưa đánh nhau với con quái nào cả cho nên mình chưa cần đến. Có một vài cái block đặt ra thì cũng chả lấy cái gì hết á, đặt xong mãi đập mãi nó cũng chả vỡ luôn, chán thì một đập đây luôn. Sau một thời gian khá là dài mình quyết định mình cứ để đây chơi thì xong tự nhiên nó mọc lâu ra một cục gỗ. Mình đoán là cái cục này nó sẽ đặt ra một vài những block ngẫu nhiên để mình xây được farm, nhưng mà với cái tốc độ đặt block nhanh như thế thì mình nghĩ là cái farm đấy cũng chẳng được bao nhiêu đâu, cho nên mình quyết định tự làm tự ăn. Còn hơn mình đào rất là nhiều đá. Và sau khi đào được khá là nhiều đá rồi thì mình cũng mỏi tay. Mình về nhà mình làm được cái màng lọc từ sợi chỉ. Và từ cái màng lọc này thì mình có thể dùng sỏi để mình lọc ra những cái quặng sắt các kiểu còn là điệu, nhưng mà tỷ lệ nó rất là thấp và tốc độ lọc của nó thì cũng ối giời ơi luôn. Với cả nó còn tốn rất là nhiều sỏi nữa. Cho nên mình lại xách đi đào đá. Tiện thể thì cũng dành thời gian để mà đào ra một căn phòng ở bên cạnh luôn. Đào tốn cũng khá nhiều thời gian, đào gãy cả cúc, đào bấy nhầy cái tay mình luôn. Thì mình cũng được một căn phòng nhỏ nhỏ ở đây. Xong cái khu này thì mình nghĩ mình sẽ để làm máy farm đi, nhưng mà hiện tại lại phải đặt đá quậy ra để mà đập thành sỏi. Xong lại cầm sỏi để mà cho vào cái máy lọc để mà lấy những cái quặng. Xong thì thiếu sỏi lại phải đặt đá quậy ra để mà đập lấy sỏi thêm một lần nữa. Trời ơi nó nghèo, nó tốn công các kiểu là điệu. Mãi thì mình mới đủ được 4 cục flint để mà nâng cấp lên từ cái lọc lưới thành lọc flint. Nói chung mình nó cũng ngon nghề hơn một chút. Và kể cả mình có lọc bằng cái lưới quái gì á thì nó cũng chỉ ra những cái quặng sắt nhỏ nhỏ thôi. Và xong mới ghép 4 cái quặng sắt nhỏ này thì mình mới được một quặng sắt lớn. Và xong lấy cho vào lò nung thì được một cục sắt. Ôi rồi ôi. Vậy là hết nguyên cái thanh xuân của mình được 2 cục sắt. Mình nâng niu 2 cục sắt này để làm một cây kéo, xong rồi mình cắt lá cây.
Thực sự mình đang rất là cần lá cây để mình cho vào cái thùng này. Mình không biết phải gọi là cái thùng gì nữa, nhưng mà nói chung là nó cho lá cây vô, xong nó sẽ lọc nước từ trong ngoài lá cây ra. Nói chung nó là một cái quá trình bù lớn bao rồi đấy. Chứ thực sự mình 12 năm học vật lý với 12 năm học hóa, mình cũng ế phải giải thích sao nữa. Ảo thật. Cái điều duy nhất mà mình biết nó chính là nó chậm, quá trời chậm luôn. Thế mình làm thêm vài cái nữa. Chứ với cái vận tốc này thì không những người yêu cũ mình lấy chồng mà có khi Kuro cũng lấy chồng luôn mất. Đợi lâu quá trời lâu. Xong mình phải lấy đất đập ra để lấy cát, xong đấy lại đập cát để lấy một cái khối bù lơ bao gì đấy cho vào đây thì mình sẽ được cục đất sét. Và từ cục đất sét này thì mình có thể chế tạo ra những cái cục đất sét nho nhỏ và mình có thể nặn thành hình một cái xô. Và xong đấy tất cả công việc mà mình cần làm là chính là nung cái xô này lên, và thế là mình có một cái xô để mà múc nước ngon nghè liền. Tiện thể mình đào luôn một khu để mà đổ nước vào, mình sẽ làm một nguồn nước vĩnh cửu ở đây. Và thế là từ giờ trở đi mình sẽ không lo về việc thiếu nước nữa. Và có nước rồi thì mình bắt đầu có thể xây được những cái farm quái vật để mà lấy kinh nghiệm và lấy thêm rất nhiều thứ bù lơ bao khác. Xây xong cái farm quái thì mình cố gắng đào thêm một cái phòng bên cạnh để mình làm thêm một khu trồng cây. Đây là cái sảnh chính của mình vừa cất đồ mình làm đủ thứ và còn trồng cây nữa ở đây nữa thì thôi. Nói chung là nó rối quá trời rối luôn. Thế cho nên mình quyết định làm nguyên một căn phòng chỉ để trồng cây thôi. Nói chung là một khu để mà nghiên cứu và trồng cây các kiểu là điều. Và thực sự mình cũng muốn làm một cái khu trồng cây nó to to một tí để còn trồng cây cho nó cao. Nhờ các bạn thông cảm, đây là cái cúp đá. Các bạn ngóng chờ gì ở cái cúp đá đây vậy? Mà một tay mình muốn bung bét rồi á. Đỡ được sự, và cũng do nó quá là thấp đi cho nên là mình không thể đào trồng được những cái cây cao to lên thôi. Nhưng mà các bạn nhìn đi, các bạn nhìn mắt của mình đi, trời ơi, đào đá mà cái mắt nó long sòng sọc luôn kìa, sợ thật. Và được cái trồng cây ở khu này thì mình có thể trồng được rất nhiều loại cây, và sau đấy mình chỉ việc nhún thôi thì nó sẽ lớn hàng loạt luôn. Tha hồ mà chặt gỗ, nhưng mà chặt bằng rìu đá nha các bạn. Và thời gian thấm thoát thôi đưa thì cuối cùng căn phòng mình đào ở bên cạnh thì nó cũng bắt đầu spawn quái vật ra rồi các bạn. Và thế là mình quyết định làm cây kiếm đá đầu tiên trong cái map này, bắt đầu chặt quái vật, chặt zombie các kiểu con đà điểu. Và đang nghĩ đến việc xây farm như thế nào. Do là công cụ trên người toàn đá là đá cho nên mình rất lười xây ở tầng cao. Hiện tại mình chỉ đào được căn phòng ở bên cạnh thôi, cho nên mình quyết định làm tạm một cái farm nho nhỏ để mà... Đấy, nói chung là farm nho nhỏ nó như thế đấy. Thực sự là thiếu quá nhiều kinh phí để xây farm các bạn. Mình chỉ làm được một cái đường nước để cái đám zombie tập trung vào một chỗ, xong đấy mình ngồi chém chặt thôi. Chà bọn này thì rút ra kinh nghiệm và đồ, nhưng mà phải nói là chặt mãi nó không chết. Thỉnh thoảng còn mọc ra một vài con zombie mắt lồi trông chán thực sự. Và đặc biệt là những con creeper mắt lồi như thế này này. Đấy, con mình vừa giết đấy. Nó chỉ cần chip chip một phát thôi là nó auto nổ, kể cả mình có chạy đằng rời thì nó vẫn nổ ấy. Và còn có thêm một vài con skeleton bé này, nó bé xíu nó chạy như điên đấy mà nó bắn mũi tên thì ôi rồi. Cái tốc độ bắn được nó x2 con skeleton bình thường các bạn. Và giết những con mặt ngố đấy xong thì mình có thể nhận được những cái túi lucky, mình tạo mới lucky tại vì nó rất là may mắn, hiểu số số ấy. Mở túi ra thì có tỷ lệ ngẫu nhiên được đồ ngon hoặc là đồ cùi. Đấy, tạm thời được cái mũ đầu tiên cho cái map mình rồi đấy. Nghèo quá trời nghèo. Và mình còn có thêm được 4 hạt giống dưa hấu và mình trồng ra với một hy vọng là mình sẽ trồng được dưa hấu và sẽ không phải ngồi nhai cái đống thịt thối của zombie nữa. Thú thật với các bạn là thời gian vừa rồi mình ngồi nhai thịt của zombie hoài không á. Trời ơi, tính ra cái game này mình chưa thấy zombie ăn người bao giờ mà toàn người ăn zombie không mắc bệnh nào thật. Và ngồi chém zombie một thời gian dài nữa thì mình lại thêm được rất nhiều những cái túi may mắn nữa, mình lại mở ra nhận toàn những cái thứ tào lao không à. Mà tào lao nhất phải là máy này, mình gọi là máy tạo rác đi. Mình đặt ra thì sẽ là một cái lồng kính, xong đấy mình múc nước mình đổ vào trong cái lồng kính này thì mình chuột phải vô nó sẽ rớt ra những cái hạt nước li ti để cho mình điêu khắc. Khổ nỗi là mỗi lần click nó cho mình hẳn một stack cơ, cho nên là nhiều quá trời nhiều luôn. Và cái này đặc điểm của nó chính là mình đặt ra thì mình không thể nào mà đập được, hoặc là có cách đập mình không biết nữa. Cầm tay đập không được, cầm cúp đập không được, mình có dùng cả hối bọt biển mình hút nhưng mà cũng không được luôn. Mình có thể lựa chọn đặt to hoặc là đặt bé tùy theo sở thích của mình, và chỉ cần một chấm nhỏ nước này thôi thì có thể làm được một cái thang máy. Đấy, mình có thể đi lên chấm nước này như là một bờ lốc nước bình thường mà không lo chết ngạt nữa. Nhưng mà ngoài công dụng này ra thì cháo hay cũng gì nào khác cả. Mình cũng không dám đặt nhiều ra tại vì như mình đã nói, nó không thể nào mà đập được. Phế phẩm thực sự. Trời ơi, dương chớ đổ ra hiếm rồi còn tạo ra một đống xong bây giờ vứt đi đâu đây, lava thì không có, trời ơi. Và sau một thời gian dài ngồi nghịch những cái đống siêu phế phẩm ở game này cho mình thì mình lại tiếp tục ngồi farm zombie dành ra 2-3 nghìn năm để đấy mà farm. Mình bắt đầu lụm được những cái túi, những cái túi này còn phân chia giai cấp cơ. Những cái túi màu trắng và màu xanh là cây là những cái vật phẩm cũng khá là bình thường, còn những cái vật phẩm hiếm thì sẽ ở trong những cái túi màu vàng và những cái túi màu tím. Mình mở túi màu xanh thì may mắn được một quyển sách gì đấy, hình như là bí kíp dạy đàn gái phải. Nhưng mà thôi chắc thôi các bạn, vứt tán 3 cô thì 4 cô nó từ chối sao mà đỡ được. Và sau khi mở những cái túi tím và những cái túi màu vàng thì mình nhận được một vài quả táo ngon nghè trẻ khỏe luôn. Và sau đấy thì mình đến cái túi nguy hiểm nhất, mà cái túi này nó ôi trời ơi luôn, nó có một cái màu rất là bí hiểm và một cái dòng chữ màu đỏ cũng rất cực kỳ là nguy hiểm và bí hiểm gì đấy luôn. Mở ra thì ở trong cái túi này sẽ có một cái túi khác y chang cái túi ban đầu luôn. Ôi trời ơi, ảo thật. Thế mình ngồi mình mở mình hy vọng sẽ ra một cái gì đó ngon nghè, mà mình mở nửa tiếng đồng hồ. Từ cái túi này chúng ta sẽ ra một cái túi khác, và từ cái túi khác lại ra một túi khác nữa, và từ khác nữa lại ra một túi khác nữa, và từ cái khác nữa lại mở ra thêm một cái túi nữa. Nói chung là điên mẹ cái đầu luôn, mấy cái game này nó bịp thực sự. Thà mình mở ra con creeper mình nổ chết ta luôn đi, ta đỡ mình làm cái series khốn khổ này, trời ơi. Sao cứ phải hành hạ em như thế nhỉ. Và sau 10 năm mở túi thì cuối cùng mình rất may mắn mở ra thêm một cái túi nữa các bạn. Này mình xếp mẹ đi.
Chào các bạn, tôi đã trầm cảm. Tôi ngồi chặt zombie, cứ tưởng ngồi chiêu chiêu với đám zombie, nhưng mà không, mấy con zombie mắt lồi nó lại hành hạ tôi thêm một lần nữa. Tôi cứ tưởng cái túi kia nó hành hạ tôi thế là đủ rồi, nhưng mà không, nó lạ lắm. Mấy con zombie này chết thiệt, nhưng mà cũng may những cái món đồ nó rất ra tôi cũng được an ủi phần nào. Các bạn, mình được solar bar đầu tiên và thêm một bộ giáp sắt cộng thêm cái mũ và cái ủng kim cương, nói chung là cũng khá là giàu rồi. Sau đấy thì mở túi ra thêm được một vài củ cà rốt và những củ khoai tây nữa, và còn thêm 3 cục sắt đầu đời rồi. Ôi, phải nói là nãy giờ mở túi mà sắt nó hiếm nó hoi gì đâu á, cho nên mình làm luôn 10 cục sắt. Có cục sắt trong tay thì đào đá mọi nó phê hơn rất là nhiều, và may mắn hơn thì mình kiếm được một cái trang sức với hơn 10.000 độ hiếm, nó giúp cho mình không còn sợ lửa chúa nữa. Tại sao? Tại vì nó kháng lửa đấy. Và cũng nhờ có cái động lực của cây cúp sắt thì mình đào lên thêm 20 block nữa để mình làm cái máy farm. Nói chung cũng tốn nhiều thời gian để mà sửa farm với trang trí đấy. Ừ, nhưng mà nó lạ lắm, cái block nước TNT ngày trước mình đặt được nó không đập được, ảo thật. Thế là mình phải uất ức chấp nhận cái ngôi nhà mình bị lủng một lỗ, xong ngồi farm thì cái đám zombie nó cũng bắt nạt mình tiếp luôn. Thật sự không biết nói gì về cái đám creeper mắt lồi này, trời ơi nó cứ thích nổ, nó nổ không á. Được cái là có cái máy farm xịn sò, cho nên là những cái túi hiếm và những cái túi huyền thoại thì mình cũng khá là dễ dàng kiếm được, thậm chí là kiếm được rất nhiều đầu luôn. Những cái đầu này tự rớt chứ mình cũng không biết tỷ lệ như nào ấy đó, rớt mầm rất nhiều luôn. Và cũng chính nhờ thế mình có rất nhiều túi hiếm mà mình đã mở ra được một cây kiếm kim cương phù phép, và thế là mình quyết định những cây kiếm đá cút vĩnh viễn của thế giới này luôn. Cảm giác đồ cũng bắt đầu ngon nghè rồi, mình quyết định làm thêm một cái ruộng để lấy thêm nguồn thức ăn để mà sống cho cái mốt khốn khổ này. Thì ăn thịt zombie thôi cũng quá là nhiều protein rồi, nhưng mà thực sự ăn cái đám đấy nhiều thì mình sợ mình biến thành zombie luôn mất. Và thế là mình quyết định trồng dưa hấu, và đưa một cái là giết cái đám kia mình rớt quá nhiều bột xương luôn, cho nên là mình không còn lo thiếu bột xương nữa. Bởi những cái túi ra thì bắt đầu có những cái bộ giáp ngon nghè hơn cả kim cương rồi, dày obsidian luôn cơ mà. Ngoài ra thì còn có một vài cái trang sức cộng khá là nhiều thứ, mình thấy nó cộng các kiểu là điều ấy, nhưng mà không đeo được trên người và để ở trong kho đồ thì cũng chật quá, cho nên mình quyết định mình cất đi còn hơn. Hôm sau thì mình cầm xô lava mình đổ ra góc nhà, xong đấy mình lấy những cái vạc làm từ đất sét. Cái này là đất sét nha, không phải sắt nha quý vị anh chị, sắt nghèo lắm, tôi không có sắt đâu, đây là đất sét đấy. Xong đấy mình cho đá quậy vô thì bắt đầu nó nung đá quậy thành những cái ô lava, và mình lại mở thêm một cái thành tựu tiếp theo. Mình đã làm được rất nhiều những cái thành tựu trong này rồi, nhưng mà mở lên thì nó vẫn còn rất nhiều những cái thành tựu khác. Xong mình tìm hiểu tiếp tục thì mình thấy quả nhiệm vụ này, ôi giời ơi thực sự luôn, chế tạo 3 cục đất sét, và thế là mình đã hoàn thành được nhiệm vụ. Cái thứ chết tiệt đấy cũng được tính là nhiệm vụ à? À có thật. Và mình đã dành khá nhiều thời gian để mà xong đấy ngồi farm cái đống zombie này, farm để lấy những cái túi lucky và rồi mở ra để mà săn những cái bộ đồ hiếm. Nhưng mà nó lạ lắm. Mình đã kể với các bạn rất nhiều lần về những con creeper mắt lồi rồi, trời ơi nó đần. Có nghĩa là chỉ cần nó nhìn thấy mình một lần thôi là nó sẽ auto nổ, kể cả mình lùi đi ra 10.000 block nó vẫn cứ nổ như thường. Xong đấy quá chán nản thì mình quyết định làm thêm một cái máy farm đá. Cái máy này không phải là máy farm tự ngồi đào đâu, mà nó tự sản xuất đá cho mình luôn, rất là dễ dàng, chỉ việc đặt ra thế là đá nó cứ từ từ tứa ra vậy đó, không cần làm gì hết á. Và những ngày tiếp theo những cái hành động của mình nó cứ lặp đi lặp lại, nó giống nhau lắm các bạn. Đấy nó cứ như thế này này, trời ơi mấy cái đồ khốn, trời ơi mấy con zombie bắt lồi này, làm ơn mấy con creeper chết tiệt này, làm ơn đây đừng có phá tao nữa, trời ơi làm ơn, cứ ngồi xây xong lại rửa xong lại farm xong lại ủình ấy xong lại sửa. Và những ngày tháng tiếp theo của mình thì nó còn ối rồi hơn nữa cơ. Mình làm thêm khá là nhiều những cái màng lọc từ sắt. Mình đã có khá là nhiều sắt nhưng phải đầu tư tất cả vào những cái màng lọc này rồi. Tương xương chỗ này là cũng 25 cục sắt của mình đấy, cả một gia tài đấy. Và mình đã phải thăm ngàn rất là nhiều, đó chính là đập đá xong xong lấy được sỏi. Xong đó cầm sỏi ngồi lọc thì sẽ được những cục sắt. Và đến hiện tại mình bắt đầu có thêm những cục sắt mới, cũng chả nhiều đâu. Công sức bao nhiêu ngày ấy, mình được có từng này chút xíu xíu không à. Và trong lúc đào đá quá mệt mỏi, quá chán, quá xì chết rồi thì mình lại ra mình chặt cái đám zombie, tại vì nó quá là nhiều. Nhưng mà trời ơi đáng lẽ tao không nên phát bọn mày nữa, trời ơi đáng lẽ tao nên đập đá, tao xin lỗi mà. Trời ơi cái gì đây, sao mà nhiều creeper mắt lồi các vậy, trời ơi ngáo tập thể alo. Ui dồi ôi zombie cũng mắt lồi cũng nhiều đấy. Ai chết tiệt, ai đúng là tuổi trẻ ai cũng có sai lầm mà các bạn. Thà mình nhưng mà mình lọc cát lọc sỏi các thứ mình lấy quặng đi, thả nó lâu dầu một tí đi nhưng mà nó an toàn. Hồi farm cái đống của nợ kia nó mắt lồi tập thể sợ thực sự. Mà cũng nhờ cái việc rất là nhiều ngày mình ngồi thăm ngàn chăm chỉ thì mình đã có rất nhiều quặng và mình đã có thể nâng cấp được cái máy farm của mình lên. Mình làm thêm một vài củ gai, khi mà đi vô sẽ tự mất máu và thế là giúp mình tự farm zombie luôn. Và vẫn chưa dừng lại ở đấy, mình lại đầu tư thêm rất nhiều sắt để làm thêm một cái bộ máy hút đồ vào dương nữa, tại vì zombie này rất nhiều đồ không thể nào mà lụm hết được hết á. Và làm cái này thì tốn cực kỳ nhiều sắt luôn, mình phải đầu tư bấm bụng từng cục sắt một và tốn rất nhiều thời gian. Thì mình đã hoàn thành thêm được một cái máy farm, nó giúp mình tự farm quái và tự cho đồ vào dương luôn. Và thế là mình cũng không cần lo về vấn đề mấy con zombie mắt lồi và creeper mắt lồi nữa. Nói vi mô vậy thôi chứ cũng đơn giản, nó là một cái dòng nước đẩy bọn này vào trong cái góc, trong này có hai cái gai nó đâm chết bọn này, thế là xong. Đơn giản vậy thôi, không có gì vi mô cả. Và cũng chỉ cần đơn giản vậy thôi, vintage vậy thôi, thì mình đã có rất nhiều những cái túi lucky rồi, tha hồ mà ngồi mờ các bạn. Rơi quá nhiều đồ luôn, quá trời đồ luôn, mà mình không cần phải làm gì hết á, cứ ngồi treo máy thôi là đồ quá trời rồi. Rất nhiều túi huyền thoại
lại với những cái túi hiếm, thế là ngồi tha hồ mà lụm, tha hồ mà mở. Nhưng mà được cái tùy may mắn nếu mở toàn ra những cái thứ tổ lô, tào lao, toàn thịt lợn gì đây. Nó có thể gọi một cách mỹ miều đó chính là cái máy zombie này không còn là máy farm zombie nữa, mà là cái máy làm giàu tự động các bạn. Ra quá nhiều túi, ngồi mở mãi không hết, chật hết mấy cái dương đồ luôn. Toàn đồ ngon 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 nhưng mà chật hết các bạn ơi. Nó nhiều đến cái mức của mình mở mà mình không biết chán là gì luôn á, mở quá nhiều đồ xịn. Và những cái đồ mình mở ra nó có một cái thanh để mà ngồi chấm cái độ hiếm của nó. Rồi mình đã may mắn mở ra một cái sợi dây chuyền thì độ hiếm cực kỳ cao luôn. Độ hiếm lên đến hơn 143.000 nhưng mà thực sự mình chả biết nó có tác dụng gì cả. Mình thấy nó hiếm mình mừng vậy thôi chứ có biết nó là cái tác dụng gì đâu. Đến ngày 80 thì mình nhận ra là mình sống trong thế giới này cũng rất là lâu rồi, nhưng mà được cái là mình lười xây dựng quá, lười xây quá trời có đất luôn, tại vì đồ nó quá trời nghèo cho nên mình cũng lười xây dựng vậy đó. Giờ mình bắt đầu tập trung vào xây dựng rồi, tại vì đồ cũng không quá nghèo mấy. Và thế là mình quyết định mở rộng thêm cái ruộng ra để trồng thêm khoai tây và cà rốt. Sau thì lấy bột xương để mà ngồi nhân giống khoai tây cà rốt ra để làm kín cái ruộng. Và thế là từ giờ đi mình không cần lo về vấn đề thức ăn nữa, thức ăn quá trời nhiều rồi. Xong cũng rảnh tay thì mình cũng trang trí khu này cho ổn một tí luôn. Xong thì mình mới chợt nhận ra là mình quên cái gì đấy. Nghĩ một hồi thì mình nhớ lại là ngày trước mình chế tạo được một cái máy farm đá tự động xong mình quên đặt ra, trời ơi. Thế là mình luôn cố mình đặt cái máy farm đá tự động này ra. Và mình thấy lại một điều nó chả lấy vụn đá ra cái đầu nào hết á. Và thế là xong mình phải làm thêm một cái giương và một cái phễu nữa, xong mình đặt cái máy farm đá này ở trên. Và nó tự động cho đá vào giương luôn. Cứ mỗi một giây sẽ ra một cục đá. Nói chung là tốc độ cũng khá là ối trời ơi đấy. Xong thì mình lấy 4 cục kim cương hiếm hoi để mà làm ra một cái tấm lưới kim cương để vô. Nhưng mà do là cũng khá là thiếu sỏi cho nên mình quyết định ngồi mở giương ra. Những cái giương mà mình nhận được khi mà làm nhiệm vụ thì mình cũng chưa mở ra nữa. Và lại bắt đầu nhận được những thứ mà mình chả hiểu nó có cái tác dụng gì hết á. Toàn những cái thứ phế phế không mà. Thế cho nên mình quyết định mình lại gạt sang một bên để mà ngồi đập đá lấy sỏi, xong đấy thì lại ngồi lọc đồ tiếp. Mình cũng có thử lấy một stack sỏi để mà lọc với cái mảng lọc kim cương, nhưng mà thế cái tỷ lệ rớt kim cương nó cũng vậy à. Lọc mãi hết một stack thì cũng được có một cục kim cương duy nhất. Thà mình lọc bằng cái mảng lọc sắt thì nó gộp lại nhiều cái mảng cùng một lúc thì mình lọc còn nhanh hơn và được nhiều kim cương hơn luôn á. Và những ngày cuối mình rất là chăm chỉ farm đồ cho nên mình đã kiếm được rất nhiều quặng, và trong thời gian ngồi lọc quặng thì mình cũng kiếm được khá là nhiều những cái túi, nhiều những cái farm tự động. Và thế mình lại mở ra rất nhiều những cái đồ hiếm và những cái túi hiếm. Nói chung cái số lượng túi mà mình mở thì nó gọi là ôi giời ơi quá trời nhiều luôn. Và sau đấy thì mình còn dư cả block sắt để mà làm ra một cái auto gì đấy để mà làm nhiệm vụ. Đọc cái tên là auto thì mình có cảm giác thì nó là một cái gì đó tự động đấy. Xong mình đặt ra thì thấy một thằng sờ tip ở bên trong thì mình đoán giả đoán nôn là cái này là cái máy lọc tự động các bạn. Thì đúng là như vậy, bấm vô thì có một chỗ để cho mình đặt cái màng lọc ở đây. Thế là mình hớn hở quá trời đất luôn. Thế là mình ngồi mình đào rất nhiều đá để lấy những cái cục sỏi. Và xong đấy thì mình cho vô để cho mấy con này nó ngồi nó lọc ra rất nhiều khoáng sản cho mình. Tuy nhiên khi mà cho sỏi vô thì nó lạ lắm, nó không hoạt động các bạn. Mình cảm giác nó thiếu một cái gì đó thì phải. Cái máy farm đá thì hoạt động cực kỳ nhiều công suất luôn, còn cái máy farm này thì lạ lắm. Mình nhét dưa hấu về cả khoai tây vào mồm nó thì nó cũng nhai đấy, nhưng mà cái thằng nô lệ chết thiệt thì nó không chịu làm việc các bạn ơi. Nó chỉ biết ăn thôi, ăn rất nhiều khoai tây nhưng mà làm thì yếu chết tiệt. Và thế là mình phải ngồi tự lọc đồ, tự làm các kiểu. Mãi thì cũng chỉ nâng cấp được 3 cái lọc bằng kim cương thôi. Sau một thời gian dài nữa thì cuối cùng mình lại nâng cấp lên được 6 cái máy lọc bằng kim cương. Và thế là cái tốc độ làm giàu của mình nó nhanh chóng hơn rất nhiều. Chỉ trong vài ngày những cái đồ mình làm được nó phải gấp vài lần tất cả những cái ngày trước đây mình thường làm với các bạn. Cái năng suất nó cao hơn hẳn luôn. Và thế là mình đứng mình chiêm ngưỡng tất cả những thành quả trong những ngày vừa rồi mình làm được. Xong thì mình check thêm cái máy farm thì mình nhận ra nó cũng kiếm được rất rất nhiều đồ cho mình luôn. Nói chung là thời điểm này mình vui quá trời vui rồi đấy. Và thậm chí nó giàu đến cái mức là mình không biết cất đồ vào đâu cho nó hết cơ. Thực sự mình quá nhiều đồ và không có chỗ cất ấy. Mình làm thêm rất nhiều giương đặt vào nhưng mà rồi nó cũng đầy thôi, cũng chật thôi. Và sau đấy để cải thiện thêm năng suất cày đồ, làm đồ các kiểu thì mình đã làm thêm một cái máy farm đá làm từ đá đỏ. Nói chung đá đỏ nó hiếm cực kỳ luôn, mình mở rất nhiều túi mới lấy được một chút đá đỏ này đấy. Nó hiếm hơn cả kim cương các bạn. Và sau một thời gian thì mình cũng làm được thêm một cái máy farm đá tự động. Cái máy farm đá kia thì nó toàn ra những cái item đá thôi, còn máy farm này nó tạo ra cho mình những cái khối cobblestone mà mình chỉ phải cầm cái búa đứng ở đây gõ đứng nhiên gõ thôi. Thì cũng có rất nhiều sỏi để cho màng lọc xong lấy lọc ra kim cương rồi. Và cũng nhờ những cái thứ tự động này cho nên mình chỉ cần treo máy thôi thì đồ cũng rất nhiều rồi và không cần mình làm gì hết. Mình chỉ việc treo máy vài ngày thôi thì mình đã có rất nhiều sắt để nâng cấp lên những cái giương sắt. Và xong thì mình dành thời gian để mình mở rộng cái căn cứ của mình ra làm thêm một kho chứa đồ mới, chứ hiện tại xung quanh mình toàn đá là đá không à. Xong thì mình còn dành thời gian đào những cục gỗ để mà trang trí thêm cái sảnh của mình nữa. Chứ xung quanh toàn đá nhiều nhìn nó cũng chán. Thêm vài cục gỗ vô thì nhìn nó cũng đẹp hơn một chút. Nói chung là căn cứ của mình giờ nhìn nó thành như này này. Còn những căn phòng còn lại thì mình cũng sửa cũng không có nhiều. Mình thêm một vài những cái giương sắt vô để chứa được đồ nhiều hơn thôi. Và đồ nói chung là nó nhiều kinh khủng dởm luôn á. Mình mở mãi không hết luôn. Và từ một cái thằng khốn khổ xong thế giới đá thì mình đã trở thành con người giàu vụ luôn. Mở mãi không hết đồ. Và sau đấy mình mở rất nhiều những cái túi màu trắng với mục đích là để kiếm được những cái da bò để mà làm những quyển sách. Xong đấy làm bàn phù phép đồ lên cho nó ngon hẳn.
bản luôn. Nhưng mà cái tỷ lệ trong game này nó tát vào mặt mình một vố cực kỳ đau luôn, tát đau đớn luôn các bạn ơi. Mở mấy chục cái túi, mấy trăm cái túi nhưng mà rất ít ra bò, nó toàn là thịt gà, thịt lợn gì đấy, nhìn rất là chán các bạn. Còn mở ra một vài cái túi hiếm nó chán chẳng mà nói luôn. Đang quá là chán nản, quá là stress với những cái túi trắng rất ít ra bò. Thì xong đấy mình tìm ra một công thức mới, đó chính là mình chỉ việc cầm búa đập vào những cái cây thôi. Và thế là mình có thể lấy được những cái mùn của những cái cây. Và xong đấy thì mình lấy những cái cục gỗ và những cái que làm ra những cái blank pattern. Những cái mùn cây có thể chế tạo ra được giấy, rất nhiều giấy luôn, mùn cây rất dễ kiếm luôn. Và tất cả những gì mình cần làm đó chính là thêm một sợi chỉ vô. Và thế là mình đã có rất nhiều sách để mà làm bàn phù phép rồi. Mình chờ đợi giây phút này quá là lâu rồi. Và thế là mình xạ láng toàn bộ kim cương để làm những cây cúc kim cương. Mình làm rất nhiều cúc kim cương và làm thêm rất nhiều công cụ kim cương và những cái búa nữa để phù phép lên để mà lấy được một cây cúc xịn. Tại vì mình sống trong thế giới đá, khi mà mình có một cây cúc xịn đồng nghĩa với việc là mình xây cái gì nó cũng dễ dàng hết á. Cái tốc độ xây của mình nó phải tăng lên x10 x20 lần các bạn. Có thể nói là khi mà mình có một cây cúc xịn sẽ giúp mình làm bá chủ trong cái thế giới này luôn. Và mình phù phép được khá nhiều cây cúc có những cái dòng nhìn chan lạ, chả biết để làm gì nữa. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là những cái dòng hiệu suất đào cực kỳ sướng luôn. Và thế là giờ mình vừa có farm tự động, vừa có cây cúc ngon, có rất nhiều những cái thứ tự động trong này và kiếm đồ cực kỳ dễ luôn. Và thế là mình trở nên rất là giàu có. Mình tự tưởng cho mình một ngày cuối cùng mở những cái dương này ra để mà tìm kiếm những cái thứ xịn sò hơn, nhưng mà mình đã sai. Mình thấy được một block rất là đặc biệt, nhìn có vẻ khá là xịn sò, có những dấu hỏi chấm khiến mình kích thích cái sự tò mò các bạn. Mình đặt ra rồi mình click vô thì nó bay lên, nó sáng ánh đèn, nhìn đẹp lắm, nhìn đẹp thực sự luôn á, nhưng mà nó lạ lắm. Đợi một hồi rất là lâu thì nó cứ nó bay lên rất là cao, xong nó quỵ một phát. Mình chả thấy có gì xảy ra cả. Thế là mình nhìn liếc ngang liếc dọc vẫn chả thấy gì xảy ra cả. Thế mình quyết định đập thêm quả thứ hai để xem nó có ra cái gì đó xịn sò hay là không. Và quả thứ hai thì nó cũng chả thấy cái gì xảy ra cả. Nó bắt mình đợi cái gì á, nó kêu là wait for it, có nghĩa là hãy đợi nó. Nhưng mà mình mặc kệ đi, mình đập thêm quả tiếp theo, mình lười đợi lắm. Và quả này thì nó lạ lắm, lạ thực sự đấy. Đấy, các bạn thấy lạ chưa? Lạ lắm luôn ý, trời ơi. Và xong một hồi lâu mình ngồi ngơ ngác, tự nhiên nó mọc ra thêm quả bedrock trước mặt mình. What the fuck? Cái gì vậy? Tôi ra cũng bedrock vậy vậy? Nhưng mà sau đấy mình nghĩ lại rồi, mình quyết định sẽ mở nốt quả cuối cùng. Tại vì sau một lần đen đủ thì chắc chắn sẽ là một lần may mắn. Và thế là mình quyết định mình mở nốt cái cục tiếp theo. Và khi cái cục này phát nổ thì mình thấy nó tứa ra rất là nhiều đồ. Và mình còn thấy thêm một cái kiếm kim cương nữa. Thì mình nghĩ là ui, quả này giàu thực sự rồi, ra đồ xịn rồi. Quả này đổi đời thực sự rồi, nhưng mà...